Ok, bây giờ tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ về cái tài liệu mà gây ra cái sự lo ngại ngày hôm nay, cái tài liệu mà nhiều người nói tới. Tại sao mà nhiều người lại hoảng loạn như vậy? Tại vì các bạn thấy là một cái tài liệu được chia sẻ ở trên Twitter bởi Bitmax và tài liệu này được chia sẻ bởi Bitmax Research. Thì chúng ta có nên biết là Bitmax là một cái sàn mà cho chơi margin rất là lớn và có một cái bộ phận xem Bitmax là Bitmax Research đây là một cái bộ phận mà chuyên môn nghiên cứu và tìm hiểu một số những cái thông tin và một trong những điều mà có thể là nhiều bạn nghĩ tới khi mà chúng ta mới vừa nghe nói tới Bitcoin nghe nói tới tiền điện tử hay là nhiều bạn bây giờ vẫn gọi là tiền ảo đó thì nhiều người nói là làm sao chúng ta biết được là chỉ có bao nhiêu Bitcoin mà thôi Bitcoin có thể là được in ra giống như là chúng ta thấy là Bitcoin được tạo ra được đào ra thì làm sao mà chúng ta biết được là tất cả Bitcoin đều là thật làm sao chúng ta không biết được là những người nào có thể tạo giả được tại vì đây chỉ là một cái gì đó trên mạng lưới mà thôi chúng ta không biết được thì thật ra mà nói là những cái câu hỏi đó tại vì chúng ta không biết được cái cách hoạt động liên quan hệ thống của Bitcoin nhưng mà đây là cái sự lo ngại của nhiều người là Bitcoin có thể được làm giả và cái thông tin được chia sẻ bởi Bitmax Thật thì mà nói không thể nào chết Bitmax được tại vì họ sẽ chia sẻ những gì mà họ thấy trên mạng lưới mà thôi cái vấn đề là cái thông tin là sàn Bitmax thấy được có một cái dẫn chứng là Bitcoin có thể được chi tiêu gấp đôi nghĩa là có Bitcoin giả được sinh ra trên mạng lưới và thông tin này đó đã nhanh chóng được những bài báo lớn như là Contagraph đã chia sẻ một cái thông tin mà gây ra nhiều cái sự lo lắng ở trên thị trường và để tôi chia sẻ về tài liệu này tại sao mà lại có cái thông tin là có 21 đồng Bitcoin nghĩa là 21 đô chứ không phải là 21 Bitcoin 21 đô la Bitcoin được chia tư gấp đôi có nghĩa là tại sao lại có 21 đô la giả này xuất hiện trên màn lưới của Bitcoin thì để thường chia sẻ một cách cho các bạn dễ hiểu nhất tại vì chúng ta không cần phải đi quá sâu về công nghệ và channel này cũng không phải là chuyên về công nghệ thì chúng ta sẽ sử dụng một cái ví dụ đơn giản và chúng ta lên trên trang web sketchpark.app thì các bạn có đã biết là mỗi lần lên đây thì Thuận sẽ vẽ hình và nhiều bạn theo dõi thường khác được tôi biết nào con biết Thuận là một người mà dễ dỗi như thế nào cái đó thì không cần phải nói nữa cho nên hôm nay Thượng sẽ cho các bạn thấy được là cái tài vẽ tranh của Thượng đã tiến bộ như thế nào trong vòng 3 năm qua. Thì khi mà các bạn nói tới một hệ thống mà chúng ta thường hay sử dụng đó, đó chính là hệ thống ngân hàng đi. Thì dạy cho các bạn, các bạn là người này đi. Thì các bạn sử dụng hệ thống ngân hàng thì các bạn có thể sử dụng qua nhiều cách. À, một cách thông dụng là các bạn sử dụng cái thẻ gọi là cái thẻ ngân hàng hay là gọi là debit card. Thẻ này là các bạn sử dụng sau đó là tiền sẽ được rút ra từ trong ngân hàng của các bạn và trả cho cái người mà các bạn trả tiền. Thì đây là cái debit card và một cách khác mà nhiều bạn cũng sử dụng đó đó chính là các bạn sử dụng một cái check có nghĩa là các bạn lấy một cái check ra sau đó là các bạn viết lên thì các bạn muốn trả cho ai và cái số tiền đó là bao nhiêu giống như là các bạn thấy được là cái cái check mà được gửi tới từ quốc hội của hoa kỳ để một cứu nguy kinh tế đó đó là một cái check thì các bạn có thể là dùng những cái công cụ đơn giản này khi mà các bạn sử dụng những dịch vụ của ngân hàng và khi mà các bạn sử dụng cái thẻ debit card cái thẻ ngân hàng hay là cái check để mà các bạn mua một vật gì đó như khi các bạn đi vô tiệm để các bạn mua một cái thứ gì đó hay là hoặc là các bạn có thể là đi mua cái thứ là trả tiền hay là các bạn hay đi mua cái thứ là mắc tiền hơn thì các bạn sẽ thấy được là có một số cái cách giải quyết của những cái nơi mà chấp nhận tiền này tại vì khi mà các bạn đi vô một cái tiệm đó các bạn mua một cái thứ gì đó mà rẻ tiền thì các bạn sẽ được lấy cái món đồ đó ngay lập tức như vậy này các bạn đi vô trong chợ đi các bạn đi chợ các bạn trẻ bằng debit thì các bạn sẽ lấy cái đồ vật ngay lập tức nghĩa là các bạn có thể là mang đồ vật về nhưng mà giả sử như các bạn mua cái gì đó mắc tiền hơn giống như là những bạn nào mà đã từng mua crypto trên những cái sàn giao dịch đó thì tại sao mà các bạn mua xong các bạn không thể rút crypto của mình thậm chí là một số sàn các bạn mua các bạn đã trả tiền rồi nhưng mà ba ngày sau hay là 4 ngày sau các bạn mới có crypto trong dương mục của mình Tại sao có nơi cho các bạn là lấy ngay lập tức Có nơi các bạn phải chờ là 3 ngày hay là 4 ngày Tại sao lại có sự khác biệt đó Lý do là tại vì khi mà các bạn trả bằng debit hay là check đó Thì cái nơi chấp nhận thanh toán bằng cái phương tiện thanh toán này Họ cần phải lấy được tiền từ ngân hàng Các bạn nên biết là khi mà các bạn trả cái số tiền này Thì cái nơi mà cho các bạn thanh toán đó Đây là ngân hàng Thì họ phải tới ngân hàng Họ phải thông qua mạng lưới ngân hàng Và họ sẽ nói là bây giờ tôi nhận được cái debit card người này Nhận được cái check của người này Trong ngân hàng người này có tiền hay không Và khi nào mà ngân hàng trả lời là có tiền Và tiền gửi vào trong ngân khoản Của cái nơi mà chấp nhận thanh toán đó Thì họ mới cho các bạn lấy cái đồ mà các bạn mua giống như là các bạn mua crypto thì mấy ngày sau các bạn mới có thể là sử dụng được crypto đó mới có thể là rút về ví của mình tại vì sao tại vì trong 3 ngày đó họ như là giam lại tại vì họ không chắc chắn là trong ngân hàng các bạn có tiền nhưng mà các bạn mua những món đồ mà rẻ tiền hơn như là các bạn đi uống cà phê thì họ không cần phải quan tâm nhiều quá tại vì họ nghĩ là cái rủi ro rất là thấp thì đương nhiên trong cái trường hợp này giả sử như là các bạn sử dụng check đi cái check các bạn trong ngân hàng các bạn chỉ có là một ngàn đô thì một ngàn đô này trong ngân hàng của các bạn thì các bạn chỉ có 1.000 đô mà thôi nhưng mà các bạn lại đi sử dụng lên tới là 1.100 đô thì các bạn thấy làm sao sử dụng 1.100 đô tại vì các bạn ký cái check cho người này cho cái nơi này các bạn trả là 1.000 đô tại vì các bạn mua crypto là 1.000 đô thì các bạn trả 1.000 đô và các bạn lại dùng cái check này để mà các bạn trả cho cái nơi mà bán thực phẩm đi các bạn trả 100 đô thì các bạn thấy được là nếu như cả hai nơi mà chấp nhận và đưa các bạn đồ vật ngay lập tức đó thì các bạn có một ngàn trong ngân hàng nhưng mà các bạn đã chi tiêu tới một ngàn một trăm đô thì khi mà mấy ngày sau khi mà họ đã nhận được thông tin từ ngân hàng đó thì một trong hai bên này sẽ bị lỗ một trăm đô tại vì trong ngân hàng các bạn chỉ có một ngàn mà thôi chứ không phải đâu ngàn một trăm đô thì đây là một trong những điều mà xảy ra hàng ngày trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chỉ có là những nơi mà các bạn mua những gì mà mắc tiền giống như là mua xe hay là các bạn mua những đồ vật có mắc tiền thì họ sẽ giam lại 3 ngày trước khi mà họ đưa các bạn cái món đồ đó tại vì họ cần thời gian 3-4 ngày để mà chắc chắn là trong ngân hàng các bạn có tiền thì đây là một cách giải thích đơn giản về cách hoạt động của ngân hàng bây giờ thì nhiều bạn sẽ hỏi thường là nếu như thường nói gì thì liên quan gì đến cái chuyện mà chi tiêu gấp đôi ở trên mạng lưới của Bitcoin để thường chia sẻ với các bạn các bạn có nhớ ví dụ này đi Bây giờ chúng ta sẽ nhìn vào cái tài liệu được chia sẻ bởi bitmax một cách đơn giản nhất. Chúng ta không cần phải đi vào nhiều chi tiết. Nhưng mà thường nghĩ là cách giải thích này có thể giải thích được là tại sao mà lại có 21 đô bị chi tiêu gấp đôi. Có nghĩa là 21 đô này không có mặt trên mạng lưới Bitcoin thì ở đâu mà ra thêm 21 đô la này. Ok, bây giờ chúng ta hãy trở lại với cái ví dụ tương tự. Nhưng mà bây giờ là chúng ta không sử dụng hệ thống ngân hàng mà chúng ta sử dụng hệ thống của Bitcoin thì các bạn thấy được là nếu như các bạn là một người mà muốn sử dụng bitcoin đi thì đây là bạn đi bạn muốn sử dụng bitcoin thì bạn muốn gửi bitcoin cho một ai đó hay là các bạn muốn rút tiền từ trong cái ví của sàn về cái ví của mình đi thì các bạn trước hết á, là các bạn phải là bắt đầu là địa chỉ mà các bạn muốn rút về sau đó các bạn bấm nút rút thì sau đó đây là một cái giao dịch cái giao dịch này cái giao dịch bitcoin này của các bạn đó là sẽ được giải quyết bởi những cái hội đào các bạn thấy được đây là mạng lưới blockchain thì ở trên mạng lưới này đó là sẽ có những cái tài liệu mà kết cấu với nhau thành một cái chuỗi bây giờ là blockchain một cái hệ thống sổ cái phi tập trung thì các bạn thấy được đây là hệ thống blockchain của bitcoin thì các bạn sẽ thấy được đó là khi mà các bạn đã muốn giao dịch bitcoin rồi thì giao dịch này đó trước hết là phải đi vào một cái nơi chờ đợi giống như là một cái khu chờ đợi vậy đó như một cách đơn giản cái khu chờ đợi này gọi là mempool thì mempool là một cái nơi mà tất cả giao dịch bitcoin vô đó để mà chờ ok Tất cả Bitcoin vô đây không chỉ riêng là cái uh, giao dịch của bạn mà tất cả giao dịch Bitcoin đều đi vô cái mempool này chờ đợi hết thì khi mà chúng ta thấy là những cái hội đào đó, những hội đào thì thi đua với nhau để giải quyết những cái giao dịch trên mạng lưới của Bitcoin và sau khi mà họ giải quyết xong mà họ là người chiến thắng, như là họ là người mà giải mã được cái block đó thì sẽ là thợ đào chiến thắng. Có nghĩa là chúng ta thấy được là những cái hội đào chúng ta sẽ vẽ ở đây là những cái máy đào thì chúng ta thấy được có rất nhiều những cái hội đào sẽ tranh đua với nhau để giải mã, để giải quyết cái giao dịch thì những cái hội đào này họ sẽ đi vô cho cái mem pool này và họ sẽ chọn lựa là họ muốn giải quyết những giao dịch nào thường họ sẽ chọn lựa những cái giao dịch mà có phí cao nhất cho nên tại sao các bạn khi mà để phí cao thì giao dịch sẽ nhanh hơn tại vì những thời đào họ sẽ chọn lựa những cái dịch nào mà có phí cao nhất sau đó họ để vô một lóc của họ và sau đó họ sẽ tranh đua nhau để mà giải mã mạng lưới Bitcoin và coi coi là mạng lưới nào có cơ hội giải mã nhanh nhất. Đương nhiên là cái hội đào nào có tốc độ đào nhanh nhất thì là hội đào sẽ chiến thắng trong cái cuộc giải mã này. Và trong cái cuộc tranh đua này đó, trong cái bài chia sẻ của Bitmax đó, thì có hai cái hội đào, đó chính là cái hội đào Flypool và hội đào F2pool. Hai hội đào này đó, hai cái hội đào này đều cùng một lúc nói là Họ là người đã chiến thắng trong cái block đó. Nghĩa là họ là cái hội đào mà đã giải mã được cái block đó. Cho nên các bạn hiểu được S2 pool với là slot pool là hai con hội đào. Mà nói là họ đã chiến thắng. Thì khi mà điều đó xảy ra đó thì các bạn hiểu được những cái nô no, Có nghĩa là những cái hiểu đơn giản là những cái máy mà lưu trữ những cái số cái đó. Thì có người thì nghe là... Slutpool đã là người chiến thắng cho nên một bên á, thì để là cái lock kế tiếp sẽ là cái lock mà được đào ra bởi Slutpool nhưng mà lại có một số những cái nô no, uh, lại nghe thông tin là f là cái người đã chiến thắng cho nên đây để là cái lock của f và các bạn thấy được đó thì dẫn đến một cái hiện tượng thì gọi là chain split thì chain split đó, nghe có thể là nói là có vấn đề gì mà lưu bitcoin nhưng mà thật ra đây hiện tượng chia chuỗi rất là bình thường cái hiện tượng chia chuỗi này đã rất thường xảy ra chứ không phải là chỉ mới xảy ra của ngày hôm qua và trong hệ thống của bitcoin đó đã có cái hiện tượng này và đây là một phần của hệ thống blockchain của bitcoin sau khi mà hiện tượng chia chuỗi này xảy ra đó thì sau đó một thời gian thì sẽ trở lại thành một chuỗi trở lại có nghĩa là sau đó thì chúng ta sẽ biết được là hội đầu nào, nào sẽ chiến thắng và hội đầu nào, nào chiến thắng đó chính là cái chuỗi nào mà có cái chuỗi dài nhất và có nhiều cái tốc độ đầu nhất thì cuối cùng Cả hai chuỗi sẽ trở thành một và một lốc sẽ bị loại bỏ và chúng ta chỉ có một cái phiên bản so cái việc Chung Bích mà thôi và cái hội đào mà cuối cùng bị thua trong cái cuộc tranh đua này đó chính là cái hội đào Epichupo nghĩa là Slapu đã chiến thắng trong cái đợt trên đua này và Fjupur là cái hội đào mà đã thua cuộc cho nên cái lóc đó là bị loại bỏ giống như, như cái lóc của Fjupur được lóc bên dưới đi thì sẽ bị loại bỏ và cuối cùng các bạn thấy là Bitcoin chỉ là một chủ duy nhất mà thôi và cứ tiếp tục và cứ tiếp tục như vậy thì cái vấn đề này nằm ở đâu thì các bạn thấy là khi tôi nói tới đây thì các bạn chưa thấy được cái vấn đề cái vấn đề đó là trong cái thời gian này đã có một người rút tiền ở trên sàn Bitmax thì rút tiền trên sàn Bitmax này đó không biết là họ cố tình nhưng mà họ đã rút tiền hai lần và khi mà sàn BitMax này đó nhận được cái thông tin rút tiền từ người này như là có lệnh rút tiền đó thì cũng giống như đề cái ví dụ mà thường chia sẻ với các bạn về cái việc là có nơi khi mà các bạn sử dụng cái check hay là thẻ ngân hàng thì có nơi là họ có thể là cho các bạn lấy hàng ngay lập tức như là các bạn đi vô trong những cái cửa hàng để mà mua vật dụng có nơi thì các bạn phải chờ là 3 tới 5 ngày tại vì sao tại vì các bạn mua số tiền quá lớn các bạn mua crypto các bạn mua xe hay là một cái gì đó mà cái vật đó quá đáng giá cho nên họ cần phải giam lại khoảng chừng là 3 ngày mới cho các bạn lấy tại vì sao tại vì họ cần phải chắc chắn đó là trong ngân hàng các bạn có tiền cho nên đây là cái khác biệt thì trên blockchain cũng vậy thôi các bạn thấy được là có sàn thì có thể là chỉ cần một cái confirmation, có nghĩa là một cái xác nhận là cho các bạn lấy tiền được, có nghĩa là sau khi mà mạng lưới blockchain có một cái xác nhận đó thì họ sẽ cho các bạn rút tiền. Nhưng mà có sàn đó thì cần hai xác nhận, ba xác nhận tùy theo là sàn thì các bạn thấy đưa là sang Bitmax đó là một sang mà chỉ cần một cái confirmation thôi, một cái xác nhận thôi là cho các bạn rút tiền. Nhưng mà một cái xác nhận đó thì đương nhiên là nhanh, gọn lẹ. Nhưng mà cái vấn đề là khi mà có những hiện tượng này xảy ra mà xảy ra trong một trường hợp nào đó sẽ dẫn đến là sang Bitmax chỉ chờ một confirmation dẫn đến là họ đi giải quyết cái giao dịch. Nhưng mà sau đó cái lock đó lại bị loại bỏ, họ lại phải giải quyết thêm một cái giao dịch nữa. Thì đó là lý do tại sao mà các bạn thấy được là có hai cái giao dịch xảy ra trên mạng lưới của Bitcoin mặc dù chỉ có một block duy nhất mà thôi Tại vì sàn Bitmax họ chỉ cần có một confirmation, một cái xác nhận mà thôi Nếu như mà sàn Bitmax cần 3 xác nhận hay là 4 xác nhận hay 5 xác nhận đó Thì họ phải chờ cái chuỗi này kéo dài hơn một chút Thì cho tới cái ba uh, 3 sau, 4 lóc sau Thì các bạn thấy được là cái vấn đề này sẽ không xảy ra Tại vì 3, 4 lóc sau của bạn thấy được là cái khối đào của Slush Pool là cái khối đào mà chiến thắng Cái block của F2 Pool sẽ bị loại bỏ Và cái vấn đề này sẽ không xảy ra Cho nên cái điều mà khác biệt ở đây đó là không phải là mạng lưới blockchain bị vấn đề Mà là cái cách mà xác nhận trên sàn của Bitmax là quá lỏng lẻo Khiến cho cái vấn đề là sàn Bitmax sẽ bị lỗ 21 đô Cho nên cái 21 đô này nó không phải là tự nhiên được sinh ra Mà 21 đô này đó là sàn Bitmax sẽ bị lỗ Tại vì họ không chờ nhiều xác nhận mà họ chờ một xác nhận nhất mà thôi cho nên cái lỗi đây đó là cái lỗi của sàn Bitmax không có nhiều xác nhận chứ không phải lỗi trên mạng lưới của Bitcoin Nhưng mà cái thông tin này đã nhanh chóng được truyền tải bên những trang như là Cointelegraph Và đương nhiên họ muốn mọi người bấm vào để đọc Các bạn thấy được là cái bài viết này đã đọc 69.000 lần 69.964 lần hơn Refresh lại để các bạn thấy rõ hơn Bài viết này được đọc 64.000 Bây giờ đã tới 71.413.000 lần Trong khi trong khi đi thuận trở ra để cho các bạn thấy được những bài viết tương tự ở trên content graph thì có bao nhiêu người đọc Các bạn thấy được là đây là một bài viết mà cách đây một ngày, ngày 20 Tây Thì bài viết bình thường của content graph chỉ có 8.500 người đọc mà thôi Cho nên các bạn thấy được là cái bài viết liên quan tới Bitcoin chi tiêu gấp đôi Là một cái thông tin rất là nóng bỏng khiến cho có nhiều người bấm vào để mà xem thông tin này Cho nên content graph đã cố tình để những cái tựa đề hấp dẫn nhưng mà không đúng sự thật lắm nó là Bitcoin, mạng lưới này có thể được chi tiêu gấp đôi nhưng mà cái vấn đề là không phải mạng lưới Bitcoin bị chi tiêu gấp đôi Không phải là Bitcoin được tự nhiên sinh ra mà là cái vấn đề là sàn BitMEX đã giải quyết một cái giao dịch mà không có nhiều xác nhận Cho nên cuối cùng sàn phải bị lỗ 21 đô đó Đây là cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn Thuận hy vọng là các bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra Tuy là cái tranh giả này của Thuận thì rất là lộn xộn Nhưng mà Thuận hy vọng là trong cái cách truyền đạt của Thuận các bạn hiểu chuyện gì đang xảy ra vấn đề không phải nằm ở trên mạng lưới Bitcoin mà vấn đề là nằm ở trên sàn Bitmax. Cho nên cái điều mà nhiều người nói với bạn là có vấn đề mạng lưới Bitcoin, Bitcoin được chi tiêu gấp đôi vân vân, đó không phải là sự thật nhưng mà ít ra cũng dẫn đến rất nhiều à, những bạn mà không hiểu rõ về cái tội động của mạng lưới Bitcoin đó rất là lo lắng và khiến cho các bạn thấy là Bitcoin đã có một cái sự đi xuống